Con mới ra mua ủng hộ trồng súng nè quý vị ơi, quý vị ơi giải cứu cho mình chôn. Quý vị ơi, đường xá tấp nập như thế này nhưng mà rất tiếc là trời đã mưa, trồng súng sụm nụ mưa còn nguyên luôn. Buồn không? Buồn ấm sát không? Không, không buồn, không có việc gì mà không buồn hả? Không, mưa quá trời luôn quý vị. Mua chôm chôm coi chị ơi, mua chôm chôm giải cứu đó chị. Dạ ơi, Trạm Trạm. Dạ, hát bài giải sầu hả Trạm? Vũ gì chết bà lỗi gì. Đời mưa sấm sét, mưa hoài mưa quỷ mà không hết. Chị ơi mua chôm chôm đó chị ơi, sao ai đi ngang qua cũng lắc đầu hết vậy Trạm? Rau kêu kìa. Vậy giỡn giỡn rồi kêu mua chứ. Đâu có ai mua chôm chôm không con? Là con ơi, trời mưa ai cũng hết, chôm chôm anh này hết, ai mua hết. Trời ơi, quá trời luôn. Trời, con gái đứa nó tục vậy. Hả? Trời mưa to quá quý vị ơi. Mời chị gái kia kìa. Chị ơi mua chôm chôm chị ơi. Chôm chôm với mặn. Mà bây giờ nói chung là trời mưa á, người ta cũng lo về không ai mà mua hết á. Phan chị ơi, mua chôm chôm chị ơi. Dạ, mình vô sẵn đi. Trời mưa, trời mưa sao mày căng nước không à? À, chị bị mà, chị bị mà. Con dắt dắt không á. Buôn bán khó khăn kiếm làm tiền đâu dễ ra Trọng. Kiếm làm tiền đâu dễ ra mà sao mà xài cho dữ vậy? Giờ không thấy mặt của nó luôn á. Ôi trời, không thấy cái mặt luôn. Rồi quá mưa. Mua chôm chôm chị ơi. Anh ơi mua chôm chôm không anh? Trạm Trọng nhìn dạ. Vào trời mưa hoàn cảnh này mày phải trân quý những đồng tiền làm ra nha Trọng. Dạ. Kiếm tiền không có dễ đâu. Mua chôm chôm chị. Tưởng sao chở tay chảnh thôi chú ơi, con mời chôm chôm mà chú chảnh luôn tới Bình Dương chết con luôn rồi. Trạm Trọng bây giờ tao kêu mà anh Trọng mà làm ví dụ như anh Thanh với Lâm Thiết Khanh vậy đó. Nên mấy anh bảo vệ bây giờ đây là năm mời mình bảo vệ nữa đâu. Xong luôn ơi, quý vị ơi ngày hôm nay dạ, con xin chào quý vị. Dạ chương trình này của em xin chào tất cả quý vị, hôm nay cũng bán ế quá chắc con dẹp về luôn. Ủa Trọng khán giả hỏi sống là đi bán trái cây thôi mà có chương trình gì đâu mà Trọng sống có nói chương trình vậy. Để chương trình bán trái cây chị ơi, chị. Mua chùm chấm với chị. Hôm nay là chính thức là sầm nụ thiệt, hôm nay lỗ má triệu dạ. Trọng rồi lỗ má triệu kết thúc chương trình đài truyền hình Việt Nam vô đời FPT xuất hiện rồi sao ta. Bây giờ cũng hết người rồi. Hôm nay gom giờ nha quý vị. Hôm nay lỗ sạc máu luôn. Trời ơi. Trọng ơi. Hôm qua lợi triệu, hôm nay lỗ triệu. Dạ là hai ngày âm hả? Nói chứ quý vị ơi, mấy anh em YouTuber chắc mọi người cũng mua phụ con Trọng ít ký á. Bữa nào ế là mua nhiều. Mua mà để chắc tủ lạnh đầy luôn, chưa kịp ăn luôn á. Tôi làm nhanh tầng trái cây Trọng không á. Cái gì không ăn luôn. À anh ơi mua chùm ký trong châu anh ơi. Chú ơi mua giùm con 20 ký chú. Em có nó bằng gì? Dạ con là chú. Dạ con súng. Dạ chú. Dạ. Chùm chùm 20. Chùm chùm 20. Dạ. Hồi nãy chú mạo hết luôn rồi chú. Dạ chú ơi, hồi nãy từ trước mưa nè bán 20 rồi, bây giờ mưa quá nó 20 á. Ông cũng theo coi trên nó nhiều lắm rồi. Dạ, dạ rồi, chú dạ. Biết rồi. Thì mấy nay nghe đang bán hoài mà đi hoài không thấy gặp. Nó lấy 5 ký đi. Ồ, đến nó nhẹ nhẹ đem về nó nhẹ. Ồ, 5 ký. Rồi là Trọng được
chú là cũng thương đó. Rồi lấy cho chú 5kg quá tốt. Dạ chú ơi, chú nhà gần đây không chú? Ở Đồng An 1. Dạ. Chú gần đây hả? Chú biết dòng sống là chú? Biết, lúc trước cũng muốn giúp nó cái lò kéo á, nó định đòi đi làm gì đó. Rồi liên hệ Lê Lân Thiện mà không thấy hồi âm rồi thôi. Dạ. Giờ chú còn không chú? Chú còn không, chú cho nó cái lò đây mà nó hát, nó vừa bán nó vừa rau luôn. Còn chú. Còn cái lò ở nhà nhưng mà để lâu quá không xài làm như nó hư pin nè. Dạ, quá tốt, để về nó sửa lại chú. Hút nhanh lên đầm xuống nè. Nói ngày nào nó bán chỗ này, còn không là trong gấp kia nè chú. Là chú thấy đó. Hôm qua hôm kia nghe nè mà cứ đi muốn mua ủng hộ nó mà không gặp. Chú dạ, khoảng 40 giờ trên này gặp chú ra chú tiếng nữa chú. Để lát bà xã về mua thêm cho nó mấy ký nữa. Dạ. Giờ con chúng mày con dọn về rồi, tại giờ hết công nhân rồi mà giờ giờ mưa rồi, quá. Công nhân giờ họ về rồi. Bà chỉ lấy 10 ký bịch 5 ký đi. Dạ. Quá tốt. Quá tốt. Quá tốt. Cảm ơn chú. 200.000. À, trận sống đang căng 10 kế để nhẹ đem về quý vị ơi. Hôm nay mưa sụp nổ. Phúc đây phải không? Dạ. Dạ không. À, Phúc bên đây ảnh đi làm. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên coi. À, lửa lửa mấy cháy mà đẹp đó cho chú. Ủa mà nó tụi con chợ. Chú kiểu nó 10 kg là nó nhẹ nhẹ xe đó chú. Cái xe đó, xe đó mà nó chở đó chú. Mấy đỏ đỏ chạy về cho sớm nó ăn. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Ngày mai chú rảnh cái đầu thờ cho chú. Cầm hai tay. Không, một tay kia phải dưới cái bịch nó khỏi cái xuống. Mấy bữa rồi mà định nó đi gặp nó mua ủng hộ nó mà cái tiền không ra hả chú? Ờ à, mấy bữa đi với hoài không gặp. Chú gần đây cách đây mấy cây số chứ. Trời chưa được cây số đâu đây. Dạ, hả gần hả? Quá tốt. Nó mua hát mà kéo, nó mua hát lắm chú ơi. Cái đó hay á. Thì đó anh tặng nó cái lo đó mua mười mấy triệu á. Mà tự xài chán rồi đâu có xài nữa, để nhà hoài. Để chú cho nó đi vô cái chỗ này rồi nó bán rồi nó vừa hát. Chú nhiều người mà thấy chửi nó lừa đảo này chú nghĩ sao chú? Đó là quan điểm của mỗi người thôi, còn mình thì cái tâm mình thì ví dụ như nó khổ thì mình giúp thôi, còn cái chuyện quá khứ của nó là mình không quan trọng. Dạ. Dạ, quá tốt chú. Nói chung là người ta nói là đánh kẻ chạy đi đâu, đánh kẻ chạy đi. Đúng rồi. Dạ. Thì nhưng mà mỗi người mỗi ý đâu ai cho bạn. Hai xe cho chú nè. Được không? Thì chú dễ lắm mà. Rồi, chú mua 10 cái là nhẹ đem về luôn quý vị. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Chú rồi, hãy cảm ơn chú. Còn buôn bán thì hãy gặp và ủng hộ cho. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ, rồi rồi rồi. Tôi dọn hàng về luôn, giờ mưa rồi. Dạ. 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 Buồn không? Chạm buồn không chạm? Không. Không luôn à. Cô ơi mua chôm chôm cô. Cô ơi mua chôm chôm giải cứu đi cô ơi. Chôm chôm ế đây bà con ơi. Chôm chôm ế. Chôm chôm ế đây bà con ơi. Thấy nhảy luôn rồi. Ông tiến được để hỗ trợ rất tối đa luôn á. Chôm chôm chị ơi. Rồi chị nín thinh chị đi luôn. Chôm chôm chị ơi. Rồi đi qua luôn. Mưa rồi thôi dọn về đi chậm ơi. Mưa ai đâu mà ghét mưa. Hôm nay không có anh Phúc á là mọi thứ nó rối loạn luôn. Chôm chôm gặp con. Mà xui trúng trời mưa nữa. Anh ơi mưa chôm chôm ủng hộ đi anh ơi. Chôm chôm mận Hà Nội. Ký nhiêu ạ? À? Dạ ký 20. Chôm chôm 20 mận 25 ạ. À. Để hốt bên ngoài để cho ký. Dạ. Hốt bên ngoài cho ký. Không bao nữa hả? Lâu lâu mới có vị khách mua quý vị ơi, tại trời mưa nên là người ta đi một lèo luôn. Nhưng người ta không có ghé. Bà. Hả? Máy đi. Còn 2 kg luôn anh, ngày mai rằm mà ta coi nó mắc á, bán rẻ đó anh. Hôm nay là trọng tú là bị ế quá, nãy giờ mới được mua anh mua bạn. Cái này là bán theo cái kiểu gì hả? Dạ. Bán cái này nghèo đấy anh ơi. Bán cái gì? Cái nghèo. Con của ai? Con súng. Ê, con súng. Ê,
Kênh YouTube đó anh ơi, trên YouTube có đó, Bình Định Giáo Yêu. Tiếng Tiếng Phú Châu Vồ đó cả nhà ơi, cả nhà nhớ đăng ký kênh Tiếng Phú Châu Vồ nha. Dạ 2 ký. Con điên đó mà ủng hộ thôi. Rồi. Các bạn không điên. Cảm ơn anh nha. Không được chữ đó thì phải mua á. Cảm ơn. Cảm ơn. Để đi nào. Ở vô ông trời. Tội hả? Dạ. Tội mua chục ký đi. Có dấu hộ chứ. Em phải biết quý đăng có những đồng tiền như thế này nha cậu. Dạ. Em phải nhớ là những lúc mà mình có tiền đã phung phí. Tiền bạc mà ổng làm vậy đó, ổng chuyên nghiệp hết trơn á. Ngày mai là em phải đổi tiền lẻ nha. Dạ. Còn trưa trưa lại phải đi mấy cái quán á. Tập quá em đổi một khối tiền lẻ 5 ngàn, 10 ngàn ra. Bây giờ. À nãy à. Mốt ai xem. Dạ. Giờ dạ. Cả thế giới xem à. Dạ. Anh nhớ vào Bình Định Giáo Yêu coi nha. Anh đánh súng. Và bây giờ anh đã lên đài truyền hình CNN rồi nha anh nha. Trọng ơi đang làm gì vậy Trọng? Lửa máy hư bỏ ra hả? Ừ. Bạn dạ. Hậu nè quý vị ơi. Ngày mai vậy nếu bán hết sáng mai mà đi bán đi. Ra trước đầu đường mới bán. Bán cho hết để hư á. Ừ. Còn không tí nữa anh em YouTuber mua ít nữa. Rồi đem về hả? Chứ giờ còn ai nữa đâu nè. Bây giờ mưa rồi công nhân đi về hết rồi. Chọn giờ đây luôn còn, đi. Còn. Còn hả? Mua mặn không chị? Mua mặn. Mua chôm chôm đi chị ơi, ủng hộ đi chị. Rồi đi luôn. Một em. Rồi thằng Trọng không có duyên mua bán nữa. Mua mặn chị ơi. Mua mặn chôm chôm. Rồi. Buồn làm chi em ơi. Hết duyên phần cũng lỡ rồi. Mua chôm chôm mấy chị ơi. Mua chôm chôm chị ơi. Chôm chôm mặn là chị. Mua chôm chôm chị ơi. Ra đây hát bài cho người ta nghe. Ta vô nè. Dạ. Đâu có đâu. Chôm chôm đi quý vị ơi. Chôm chôm mế đó bà con. Chôm chôm mế đó bà con. Chôm chôm mế bà con. Chôm chôm mế. Mua chôm chôm chị ơi. Rồi. Anh đứng xếp vô xe để cho xe chạy. Đúng rồi đây hết luôn đi, làm gì đứng sau vậy? Rồi không có ai hết trơn, giờ vắng tanh luôn kìa. Dạ. Dạ. Chưa có ai kìa. Đứng nhảy múa. Mua chôm chôm anh ơi. Vậy, thấy à. Mua chôm chôm coi. Mua chôm chôm ơi cô ơi. Mua chôm chôm anh ơi. Không lẽ bằng anh em đâu, lẽ đó. Mua chôm chôm chú ơi. Lẽ đó. Bạn ế mà nó bận phơi phới luôn. Phải lẽ mới được. Mua chôm chôm chú. Nó lẽ giờ 200 người không được ngồi phải không? Trời, dạ. Hồn nhiên vô tư luôn á. Mua chôm chôm chị. Bán mặn kìa. Mua chôm chôm ơi chơi. Cô bán mặn. Rồi, đối thủ bên cạnh kìa sao tầm súng ơi. Rồi sao ta? Rồi mình chắc về quá. Chắc cơm về. Còn ai đâu. Chào giám đốc công ty. Giám đốc về luôn. Công nhân đang ra nè. Cái còn ai đâu kìa, hết luôn rồi. Công nhân ra 4 giờ mấy. Nãy ra trẻ có áo mưa ta bận hết rồi. Tại đi làm sớm. Có áo mưa người ta về hết rồi. Giờ còn mấy người mà ta sót lại nè. Đâu còn ai đâu. Kêu Lan đâu rồi, Điệp đây. Lan ơi, Điệp ở đây mà Lan đâu rồi? Mua chôm chôm mấy chị ơi. Chôm chôm cả nhà ơi. Dạ. Thấy mà, chỉ nhìn thấy mà. Nguyên một đống nè, không thấy. Thấy. Chôm chôm mà quá đẹp vậy mà không ai mua hết trơn ta. Sao đi qua bệnh?
trên sổ đó bà con cô bác ơi, 20 ngàn một ký mận hậu, 25 ngàn một ký quẹo lựa, quẹo lựa bà con cô bác ủng hộ trồng xuống. Rồi. Anh cho mình ơi. Dạ ký 20. Ký 20. Chôm chôm 20 ngàn ký. Dạ. Lấy một 100 gram, quên 1000 gram. 1000 gram. Dạ. Cảm ơn anh nha. Ê anh nói anh 83 là ở đâu ta? Ở đâu anh? Sóc Trăng hả? Bạn đi. Anh ơi mua ủng hộ anh ơi. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Chết rồi. Có một ký giùm cho em kìa. Dạ. Anh quá chích bà. Bao nhiêu tiền? 30. Chích bà không có gì. Tiền để riêng không nè. Không có tiền lẻ luôn nè. Chích luôn rồi. Không có tiền lẻ luôn. Anh có tiền lẻ không? Không luôn hả? Có đủ. Hên quá, đủ. Nói nó hôm qua rồi mà nó đâu đổi đâu. Anh lo cái chuyện tàu lao không à. Rồi cảm ơn anh nha. Tiền lẻ không lo đổi, buôn bán vậy á. Làm ăn mà không tính thì cứ vậy, cứ trơ trơ trớt trớt vậy, nghèo suốt đời. Rồi ơi. Vô tư thì quá mà. Rồi cảm ơn anh nhiều. Ê mưa không buồn sao mà sư phụ ăn vậy sư phụ? Bán ớ quá ăn cho hết rồi cho nó dạ. Nhẹ đem về hả? Chưa ăn cơm chưa mà đói sao? Chưa. Chưa ăn cơm à? Trời ơi ăn mấy chai sáu sáu nữa. Ăn này giống hành ăn chôm chôm á. Quá chậm. Dạ. Đâu có răng ở tòa nhà chung chung được. Ăn được bình thường hả? Ăn được bình thường. Dạ. Dạ sao? Được, có còn ăn trong. À còn trong. Hay quá à. Anh nổi được không? Được. Được luôn. Cháo lưỡi nó ăn cũng được mà. Ngồi. Ăn mía được luôn mà. Vậy hả? Ừ. Gặp bằng sao? Trước chơi xuống. Trước xuống. Dạ. Yeah. Ăn về hấu trước xuống không? Trời mưa cứ sắp xét hoài quý vị ơi. Có nào vừa nào không được. Đứng ra chào ra chào. Ờ đó, người ta gửi đi bánh kè đó rồi. Ta, nào không được, ta trả về. Tại sức cho lên nó không được. Rồi nó bắt đầu nó bán đi, bán được gì bán. Thấy thế quá thì dọn về. Trời dọn với mưa râm rỉ đây hả? Quý vị ơi, buôn bán cũng có ngày nắng ngày mưa đó quý vị. Ngày nắng ngày rẻ. Tăng quý thì bạc nó đậm. Dạ. Nhớ cảnh này nha. Trái nào rồi? Anh ơi, mua giùm cái chôm. Anh ơi, mua giùm em và ký chôm chôm. Ủa hôm nay mà lỗ bao nhiêu tiền? Dạ 20 ngàn ký anh. 20. 20 ngàn ký chôm chôm anh ơi, 25 ngàn ký mặn. Trời ơi. Buồn. Hình như mặn hôm nay mua nó không to bằng mặn đợt trước á. Ừ. Đúng không? Hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Ủa mặn lấy số này mà 20 ký không? 30. 30. 30, 300 này. Hôm nay thì nó hơi nhỏ hơn mà ừ. Nhưng mà nó cứng hơn, nó cứng mềm lắm. Cái nào? Chị ơi dừng chân ghé lại nơi đây mua em ủng hộ em đó chị. Tại sao chị ra đây vậy? Mặn nhỏ quá người ta chê quý vị. Được. Mười mấy ngàn là héo lại tươi mà. Tại tao không có biết, người ta cứ nghĩ là mua cho khác nó mười mấy ngàn rẻ. Còn mình thì 20 thì nó giá cao. 20 ngàn bán cũng không có lời luôn á. Là lấy vô đó mười mấy ngàn. Lấy vô mua là mười mấy ngàn rồi còn mấy ngàn bạc còn lá cây nó hao lắm quý vị. Mà chưa tính tổng ăn nữa đó. Chọn mấy con ăn cũng sơ sơ thế này kìa. Cái này là bỏ nè. Trời nó bỏ vô đi tưởng bỏ làm gì. Không không, cái này là mấy. Cái này là bỏ. Ta bán rồi ta bận để mà. Không có nhỏ quá. Đó. Nhỏ quá bỏ. Mình mua sao? Chồng ơi, vừa nãy mua 5 kg á, nó đưa một nửa về cho con ăn đi. Ừ. Ta cái đứng bờ khách ông ơi.
đang ăn hoài vậy. Bạn ớ và ăn giải sầu. Ăn ngọt kìa luôn á. Anh ơi, mua chôm cái da chanh cho anh ơi. Mua chôm chôm chú ơi. Kêu chú mua chôm chôm chú hả không? Giờ bán được 10 kg rồi, giờ nhẹ nhẹ nhẹ. Ôi, còn cái đứa này nhẹ xe rồi. Mà nói chung mặn hậu là còn nguyên xe đó, nên mọi người mua ủng hộ mặn hậu. Mặn mới bán có được cái bốn chưa được nửa ký. Giờ cái mua 300 kg lần á. Mới cái mới 4 lạng à. Dạ. Mặn này để à, nước là nó danh hư lắm trọng. Mua dạ, mấy chục cái mặn mới bán được có 10.000 à. Mềm. Ủa sao chôm chôm còn có nhiêu đây hả? Sao hết nhanh vậy? Để bán cho tôi mấy ký nha, tí để riêng ra. Cái gì nhà lấy? Lấy về nhà tổng hả? Về luôn, về nhà nó làm cái gì? Ờ. Đi cho mấy người nghèo hay là mấy người đấy đi. Mua gì cho nó đâu. Trọng súng ơi, kiếm tiền đâu trọng dễ đâu. Trọng súng muôn về nơi cố hương. Xa quê cũng gần 2 tháng rồi, giống như một chuyến phiêu lưu, chiếc xe quá nhiều bất ngờ, vui buồn trong mãi không quên. Khi xưa lúc đi vì nghèo, lại bao ước mơ đạt thành, trông được người thương giúp chôm để không hư bằng cái mặn á. Bận lo bán đi, sáng mai lo bán đi. Chị ơi, mua cái chôm chôm vậy? Có mấy cây này nó thâu lâu vậy? Nó xanh quá. Nó xanh quá mà. Bán bình thường đi, có này có kia luôn. Ừ, khoan mà xong á. Ốc đại đi được rồi đó, canh đi được rồi đó. Nhiều đó chắc 3-4 ký, 2 ký vậy. Cái nào nó hư mình bỏ đi. 2 ký thôi, làm gì ốc lắm rồi. Nó bơ ốc nước luôn. Ôi trời, nhiều quá vậy. Kệ, có nhiều lá nhiều lửa rồi lấy luôn đi. 3 ký. Rồi, 60. Rồi để đó đất chất. Cái này riêng nè. Còn có nhiều ra nè. Hai đứa mua hết luôn đi. Còn để mặn lại. Còn nhiều đây chứ cũng 6-7 ký nữa à. Nay mà đứa mình ra tá tối chắc cũng hết á. Mua rồi, mua 5 ký rồi. Ta mua mà. Trọng ơi, xiên không lạc giùm tôi á Trọng. Ủa nãy đi 2 thùng sao giờ còn 1 thùng vậy? Không, cái nãy giờ bán 10 kg với hơn 10 kg rồi chứ bộ như đó chứ 10 kg. Bán 10 kg là 20 kg rồi. Hơn 20 kg rồi đó. Đúng rồi. Lạc lá anh cho. Mới ăn tàu hũ mà mạnh dữ ta. Tàu hũ. Ai biết. Rồi, ok. Come on. Yeah. Không sao. Em bỏ lại đi. Trời trời, em gom lại mới được. Tấm bạc bỏ luôn đi, ngày mai mua khác. Trời trời. Bình định. Buồn gì hơn đêm nay. Buồn gì hơn đêm nay. Trọng súng sụm nụ. Ê buồn không Trọng? Hả? Buồn không? Thì bởi vậy nó là buồn làm chi em ơi đó. Vậy là không buồn hả? Buồn làm chi em ơi là không buồn đó. Khoan. Được không? Thả ra ngã vậy. Bữa nay cứng rồi. Ô, cái nó dốc cao dữ vậy ta. Sao nãy mắc mớ gì mà bay tới bên đây dữ vậy ta. Chị lui 180 độ gì phía bắc á. Ôi, có cái đó. Ôi trời ơi. Quá dữ. À. Quý vị ơi, còn nguyên xây mặn hậu nha. Chôm chôm thì hết chứ, mặn hậu còn à. Nói chung là mặn hậu còn nguyên xây đó. Và bây giờ Trọng súng về nha cả nhà.